Xin chào các bạn nha các bạn, thì bữa nay mình sẽ đi cắm câu cá lóc và mình sẽ test trực tiếp cái bộ cần câu cắm cá lóc của mình luôn. Mình sử dụng trực tiếp 20 cần, vừa bị một bạn nào đó bơm hàng để cắm câu cho bạn xem trực tiếp luôn. Thì đầu tiên thì bây giờ mình đã móc trùng xong hết rồi nha các bạn, mời các bạn đi thăm câu với mình nha. Thì cái cần đầu tiên này các bạn thấy không, nó kéo liền đọt đây. Thì cần này là một con cá trê nha các bạn, cá trê tương đối là to, con này khoảng tầm 1,5 kg, nó kéo lên rất là vất vả luôn, thì cho các bạn thấy là cái lượng có thể chịu được con cá là 1,5 kg nha. Tiếp theo là các bạn thấy không, đây là con cá lóc, thì con này tầm khoảng 1,5 lạng thôi, cho cá mùa này nó chưa có lớn à, thì khi con này nữa là các bạn ha, nó cũng cùng một lứa đó thôi. Thì mọi trùng vẫn dính cá lóc bình thường ha bạn ha. Rồi thì cuối cùng thì là kêu một con cá trê nữa các bạn ha. Con cá trê này thì nó không có lớn, tầm khoảng 6-7 lạng thôi. Thì dưới cái thời lượng 1 phút thì mình quay sơ sơ cho bạn xem chất lượng cần như đó nha bạn.